Em chào cả nhà mình đang xem video của em nha. Cách đây 3 ngày thì em có nhận được tin nhắn của một em trai trong kênh của em á, gửi cho em với cái nội dung là: anh Nhân ơi, gần nhà em có một cái trại cá. Em ra em mua tầm cỡ khoảng 10 con đó, size trên 35cm, về em thả bên trong hồ của em. Thì hồ của em là gần 2 khối, mà em cho nó ăn cái nết ăn nó hổn quá. Nó ăn xong rồi nó lên nó quạt nước, hoặc là nó ăn xong rồi nó xuống dưới đáy nó nằm. Em bực quá em thanh lý hết cái đàn đó luôn, rồi em bổ sung thêm cá mới, em cũng mua ở cái trại đó luôn, mà size mini tầm cỡ khoảng 15cm. Về em tập nó tầm cỡ khoảng 1 tuần thì nó lại dạng người, nó múc tay. Thì bây giờ anh Nhân có thể là lý giải cho em vì sao cũng là cùng một trại, cũng là cá Việt luôn, nhưng mà cái size mà em mua size lớn á thì nó lại là nhát người như vậy, mà size nhỏ về nó dạng người. Anh có thể là chia sẻ cái video này để cho em cũng như là một số anh chị đang làm hồ chuẩn bị thả cá có thể là tham khảo hay không. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Đây là một cái đề tài khá là hay nha mọi người. Và trong video này mình giải thích nó chỉ dựa trên quan điểm cá nhân thôi, mình không có khẳng định là những cái mình chia sẻ nó chính xác 100% nha. Và video này của mình sẽ dành cho anh chị nào đang dự định nuôi cá Việt nha. Chứ còn cá Nhật thì thôi mình không nói rồi. Cái gen của nó, cái tập tính của nó thì bây giờ mình nuôi tô size hoặc là mua size lớn gì cũng vậy. Cái vấn đề đầu tiên mà anh muốn chia sẻ với lại em á là em mua cá size 35cm trở lên, em về em thả bên trong hồ của em á mà cái nết ăn nó hổn. Theo anh á là do ở ngoài tiệm đó người ta tập nó một cái thời gian dài rồi. Như anh chị em cô chú mình cũng biết á là ở ngoài trại cái số lượng cá rất là nhiều. Khi mà người ta bắt lên tiệm á, người ta bỏ vào trong cái tan dưỡng hoặc là trong cái hồ dưỡng đó, mỗi lần cho ăn anh em thấy là người ta lấy cái ca đó, người ta rải xuống. Rải xuống chứ người ta không có phải giống như anh chị em cô chú mình mà nuôi mà cưng chiều đâu. Thả lặn ít ít hoặc là cầm trên tay cho nó ăn, không có. Người ta múc lặn ca người ta thả xuống. Mà cái con cá Việt này của mình á, cái bản tính của nó hổn đó, tập nó một cái thời gian dài là nó thành cái thói quen xấu liền à. Mà cá size trên 35cm á, có nghĩa là cái thời gian 4 tháng rồi, hơn 3 tháng thì nó mới được là size ngoài 30. Thì bây giờ một cái thời gian dài tầm của khoảng 4 tháng thì mọi người nghĩ đi, cứ ngày nào cũng vậy, người ta ra người ta thải xuống, nó lên nó ăn xong rồi nó xuống dưới nó nằm. Thì ở đây là mình không phải là đánh đồng hết cá Việt đâu, nhưng mà 10 con thì hết 6 đến 7 con là nó sẽ bị theo một cái thói quen là cái nết ăn nó hổn. Đó là cái lý do, không phải là riêng một mình em trai này mua cá size trên 35cm cá Việt về nó ăn hổn đâu, mà hồi bữa giờ mình hỗ trợ cho nhiều anh em khắc phục cái tình trạng cá dạng người á là cũng bị cái vấn đề này luôn. Thì theo anh nghĩ có thể là do cái thói quen người ta tập rồi, giống như mỗi lần tao cho ăn nó nhiều quá. Thì bây giờ khi mà em mua cá size lớn về đó, em phải bắt đầu lại từ đầu, có nghĩa là mình phải cho nó nhịn 3-4 ngày để cho nó đói, rồi sau đó là mình tập từ từ. Ví dụ như may mắn thì em có thể là huấn luyện nó dạng người, còn nếu mà xui bia thì có thể là cá của mình ăn cái nết của nó xấu, giống như rất là nhiều anh em trong cái thời gian vừa qua mà anh hỗ trợ giùm. Thì theo anh nghĩ là do cái thói quen ở ngoài trại thôi, do số lượng cá nhiều quá, người ta thải số một lần nhiều quá, nó lên nó ăn thì cái nết của nó thành một cái tập tính, nó dẫn đến cái tình trạng là ăn hổn. Còn cái vấn đề mà em cũng mua cá ở ngoài trại đó luôn, mà cái size 12, 15 hoặc là 20cm á, về em huấn luyện tầm cỡ khoảng 1 tuần 10 ngày mà nó dạng người, nó ăn từ tốn hơn một tí xíu so với lại cái đàn trên 35cm. Thì theo cá nhân riêng của anh thì cái size nó tầm cỡ khoảng 15, có nghĩa là con cá này nó tầm cỡ khoảng 1 đến 2 tháng thôi thì nó lớn tầm cỡ khoảng 12 đến 15cm. Đang trong cái giai đoạn nó phát triển, nó cần một cái nguồn thức ăn. Thì bây giờ á, khi mà em mua nó về á thì nó đang giống như là cái kiểu mà nó ham cái thức ăn á, thì em huấn luyện nó sẽ dễ dàng hơn. Thay vì ở ngoài tiệm, nếu mà để thêm một cái thời gian 2-3 tháng để nó lớn bằng cái con cá 35cm giống như hồi nãy mà anh chia sẻ đó, thì nó thành một cái thói quen xấu. Thì bây giờ mới có 15cm thôi, về em thì em cho nó nhịn 3 ngày, sau đó là em rải từng hạt nó ăn, nó quen cái bóng của em, rồi sau đó em cho nó mút tay giống như cái video mà anh Nhân chia sẻ đó, thì nó sẽ dễ dàng mà em huấn luyện hơn. Thì theo cá nhân riêng của mình á, trong video này ngoài cái việc là mình phân tích vì sao là cá mua cùng ở một trại đó mà size lớn thì lại nhát người ăn hổn, mà cá size nhỏ về lại nhanh chóng dạng người ăn trên tay và cái nết ăn của nó từ tốn hơn, là do cái tập tính, cái thói quen nó lập đi lặp lại quá dài đi. Thì bây giờ anh chị nào đang xây hồ chuẩn bị thả cá, đặc biệt là chơi cá Việt, thì mình cho mọi người một cái lời khuyên luôn, nên lựa những cái size mini thôi nha, tầm cỡ khoảng 15 cho đến 20cm thôi. Về mọi người nuôi cái không gian nó rộng á, cộng với lại thức ăn nữa, tầm cỡ khoảng 1 đến 2 tháng là nó sẽ lớn ngoài size 30-35 thôi. Chứ còn nếu như mình mua cái size lớn quá, nhiều khi là ở ngoài cái trại đó người ta cho nó ăn thành một cái thói quen rồi, lựa trúng những cái con mà cái gen của nó xấu nha, về khó huấn luyện lắm.
mà nó thành một cái thói quen rồi nó dễ làm cho mình bị nản lắm nha cả nhà. Cái lời khuyên mình dành cho anh chị em cô chú mình trong video ngày hôm nay đó là xác định nuôi cá Việt thì hãy lựa những cái con size mini thôi, tầm cỡ khoảng 20 cm, tối đa là 25 được rồi, đừng có mua lớn quá. Tại vì nếu mà giống như em trai nó là về, mình phải thanh lý luôn á, nó ăn nết nó quen rồi, người ta tập nó thành thói quen rồi, không thể nào huấn luyện được. Đó thì đó là theo ý kiến riêng của mình thôi. Còn nếu mà anh chị em cô chú nào có những ý kiến nào hay hơn nữa, để làm phần comment bên dưới nha, để cho mình cũng như là một số anh chị em cô chú đang quan tâm đến vấn đề này có thể là tham khảo nha. Và anh mong rằng những cái mà anh giải thích có thể là làm hài lòng em trai nha. Mình xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất. Mình chia sẻ những mẫu hồ mới, những cách làm lọc mới lên kênh để cùng với là mọi người tham khảo nha.